Cô độc, mệt mỏi, thiếu sức sống, thậm chí có phần vụng về. Đó là những gì mà người hâm mộ Man United nói về Andre Onana, thủ môn mà mới đầu mùa người hâm mộ Man United còn cho rằng sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho De Gea. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, đặc biệt là ở đầu năm này, Andre Onana đã lột xác để nhanh chóng trở lại với phong độ tuyệt vời của mình khi còn khoác áo Inter Milan. Vậy đâu là lý do dẫn tới sự đi xuống của cầu thủ người Cameroon? Anh đã vượt qua những khó khăn ở mùa giải hiện tại như thế nào? Nhưng liệu anh có thể giữ vững phong độ hiện tại cho đến khi mùa giải kết thúc? Ngay sau đây sẽ là câu trả lời cho tất cả những câu hỏi kể trên. Có thể nói trận đấu gặp Galatasaray ở vòng bảng Champions League mùa này chính là thời điểm đen tối nhất của Andre Onana. Một địa ngục đúng nghĩa được cầu thủ đội chủ sân Ali Samian tạo ra trên chính sân nhà của họ. Ở thời điểm đó, cánh phóng viên thậm chí còn quay được cảnh Onana vẫn còn ngồi một mình trên sân, trong khi các đồng đội đã vào hết phòng thay đồ. Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Onana chỉ biết nắm găng xuống dưới sàn rồi đưa tay lên ôm mặt. Thậm chí cầu thủ người Cameroon còn kéo áo lên quá đầu như thể muốn trốn khỏi thế giới tàn nhẫn này. Một thế giới đã để anh đứng một mình ngày hôm đó. Một thế giới mà ở đó các đồng đội thậm chí không ra hỗ trợ hay động viên anh. Tuy nhiên, thật khó có thể trách được họ khi mà với trận hòa này, đội bóng tới từ Thổ Nhĩ Kỳ đã loại Man United hoàn toàn khỏi sân chơi châu Âu. Một thất bại khó thể nuốt trôi với đội bóng luôn được xem là khách quen của UEFA Champions League như Manchester United. Với Onana, chiến dịch châu Âu ở mùa giải năm nay là một thất bại nặng nề, nhất là với một thủ môn đã từng tỏa sáng rực rỡ ở Champions League mùa trước như anh. Một thủ môn đã đưa đội nhà Inter Milan tới trận cuối cùng của Champions League gặp Man City. Thậm chí thủ môn người Cameroon còn được huấn luyện viên Pep Guardiola khen ngợi sau khi trận đấu kết thúc. Thế nhưng, chỉ trong vòng 5 tháng sau đó, Onana dần trở thành chủ đề bị bàn tán bởi cánh truyền thông, đồng thời trở thành mục tiêu của những bức ảnh chế ác ý nhằm vào anh sau chuỗi thành tích không được tốt lắm. Dù Erik ten Hag đã khẳng định ông sẽ không trách anh vì những lỗi ngớ ngẩn, nhưng với các đồng đội, đặc biệt là với các đồng đội trẻ, Onana đang dần trở thành biểu tượng của sự yếu kém. Thậm chí, theo The Athletic, có một cầu thủ trẻ còn hỏi Onana một câu khá hỗn trong một buổi tập, đó là: anh có tính cứu bóng hay không vậy? Cũng theo các nguồn tin thân cận với Onana, anh từng chia sẻ với họ rằng: tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Trước đây lúc nào tôi cũng tự tin về khả năng của bản thân, thế mà giờ đây tôi liên tục mắc lỗi. Đã vậy, tôi còn đánh mất sự tự tin của mình nữa chứ. Thậm chí họ còn cho rằng kể cả trong cách di chuyển, Onana cũng không còn cho thấy hình ảnh của một Onana tài năng trước khi chuyển đến Man United nữa. Từ chỗ được gọi là tiền vệ kiến thiết đeo găng, biệt danh được Pep Guardiola đặt sau trận chung kết Champions League diễn ra trên đất Thổ Nhĩ Kỳ cách đó vài tháng, Andre Onana đã khiến Man United phải trải qua nửa đầu mùa giải tệ nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Thậm chí, mọi thứ tệ đến mức các đồng đội của anh còn cho rằng sẽ tốt hơn nếu Man United cứ giữ lại được De Gea như trước. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của vài tháng trước. Còn ở thời điểm hiện tại, cũng giống như De Gea, người từng trải qua một chuỗi trận khởi đầu không mấy suôn sẻ, Onana bắt đầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong lối chơi cũng như thành tích của anh. Cũng chính vì thế mà Erik ten Hag vẫn tiếp tục tin tưởng anh ở thời điểm hiện tại mùa giải. Ở giai đoạn 3 tháng đầu năm nay, thủ môn người Cameroon đã được báo chí đưa vào danh sách các cầu thủ Man United thi đấu tốt nhất. Qua từng trận đấu, người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford bắt đầu thấy được những pha cứu thua tuyệt vời, cùng với đó là hình ảnh của một tiền vệ kiến thiết đeo găng như thời anh còn ở Inter Milan. Kể từ đó, cả những người hâm mộ khó tính nhất cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận với chàng thủ môn người Cameroon. Ở thời điểm hiện tại, cậu ấy đang làm rất tốt. Cậu ấy có được những trận đấu tuyệt vời ở Premier League. Có thể thấy cậu ấy đang tiến bộ từng ngày. Erik ten Hag đã chia sẻ như thế về cậu học trò sau trận đấu FA Cup gặp Nottingham Forest. Nếu có một người mà Onana phải biết ơn ở Man United, chắc chắn đó sẽ là Erik ten Hag. Bởi lẽ, chính ông là người đã thuyết phục ban lãnh đạo Manchester United mua anh về mùa giải hiện tại nhằm phục vụ cho lối chơi, phát động và cầm bóng chắc chắn của ông ở mùa này. Một phần vì ông thấy được ở Onana những thứ mà De Gea vẫn còn thiếu. Ngoài ra, Erik ten Hag cũng khẳng định khả năng chuyền xa của Onana, cùng với đó là trung vệ Lisandro Martinez có thể giúp Man United xuyên phá thành công khối pressing của đối phương. Nếu còn chút nghi ngờ về tài năng của Onana mùa này, chúng ta có thể nghe qua một thống kê có thể khiến người hâm mộ Man United cảm thấy vui lòng. Cụ thể, theo The Athletic, Onana là người tham gia ở 3 tình huống chuyền bóng có thể tạo thành cú sút ở mùa này và có 2 pha đã thành bàn. Trong đó nổi bật nhất là trận đấu gặp Man City, trận đấu mà Onana đã đánh bại hoàn toàn khối pressing của đối phương bằng một đường chuyền chính xác cho Bruno Fernandes.
Mùa giải đầu tiên của Onana ở Premier League được xem là một ví dụ điển hình của việc thông số có thể khác với những gì chúng ta chứng kiến trên sân nhiều như thế nào. Theo The Athletic, các thống kê đều chỉ ra rằng thủ môn người Cameroon chính là một trong những cái tên xuất sắc nhất ở Premier League mùa giải này. Để chứng minh cho luận điểm của mình, The Athletic đã sử dụng một thống kê mang tên bàn thắng kỳ vọng trúng đích. Một thống kê sẽ giúp chúng ta thấy được Onana ngăn chặn được bao nhiêu bàn thắng so với các thủ môn thông thường. Sau khi đặt lên bàn cân so sánh, The Athletic đã nhận thấy rằng ở quãng thời gian đầu mùa giải cho tới hết năm 2023, Onana là thủ môn có khoảng cách lớn nhất giữa số bàn thủng lưới và số bàn thắng kỳ vọng trúng đích. Điều đó cho thấy Onana, dù có được khởi đầu không mấy suôn sẻ Premier League mùa này, vẫn là thủ môn vào loại trung bình khá. Thậm chí, anh còn giúp đội nhà ngăn chặn được thêm 3 cú sút trung bình một trận. Còn ở thời điểm đầu năm này, Onana bắt đầu cẩn trọng hơn, từ đó khiến anh trở lại vị thế trước đây của mình, như là khi xét đến số cú sút và chất lượng của các cú sút. Một thống kê khác cũng khá thú vị về Onana, đó là anh đã thực hiện 8 pha khung chiến thành công ở trận derby tại Manchester, nhiều hơn bất cứ thủ môn nào ở mùa này. Cũng theo thống kê của The Athletic, De Gea đã có được 14 pha khung chiến tính đến mùa giải cuối cùng của anh trong màu áo của Manchester United. Đây rõ ràng không phải là một màn trình diễn ăn mày, bởi lẽ Onana là cầu thủ đối diện với tình huống tạt bóng nhiều hơn bất cứ thủ môn nào Premier League mùa này. Tiếp theo, anh còn là người thực hiện tốt nhất điều này trong đội hình của Man United thời điểm hiện tại. Eric Steele, huấn luyện viên thủ môn của Sir Alex Ferguson, chia sẻ với truyền thông: "Cậu ta đang đi theo đúng con đường của David và thậm chí là Peter Schmeichel. Có thể một vài tháng đầu sẽ khó khăn, nhưng cần phải hiểu tại sao như thế. Onana đến từ Italia, một nơi có nhịp độ và lối đá rất khác với Man United. Thực sự không có một giải đấu nào đa dạng như Premier League. Mới vài tuần trước, một đội bóng có thể thi đấu với một đội bóng gồm toàn sao trẻ và có lối chơi kiểm soát bóng như Liverpool, Brighton và Aston Villa. Thế nhưng chỉ vài tuần sau, chính đội bóng này sẽ phải đối mặt với những đội bóng thiên về phản công. Khi đó, 74.000 khán giả đến sân sẽ muốn thủ môn đội nhà có được những pha cứu thua chắc chắn, thứ đã khiến họ bỏ ra hàng chục triệu để đem thủ môn đó về sân nhà ở mùa này." Mùa giải vẫn còn rất dài phía trước, Andre Onana vẫn còn rất nhiều điều, nhiều việc cần phải cải thiện, nhất là khả năng chặn bóng của mình. Tuy nhiên, với những gì mà anh đã thể hiện cho tới lúc này của mùa giải, chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng Andre Onana đang dần tiến bộ lên rất nhiều, qua đó chứng minh cho người hâm mộ Man United thấy rằng anh không phải là một thử nghiệm thất bại của Man United ở mùa này. Dù Cameroon của anh không thể tiến sâu ở AFCON năm nay, nhưng từ khi trở lại với AFCON, Onana đã cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng của mình ở khung gỗ Man United mùa này. Bản thân ông thầy của anh, huấn luyện viên Eric Steele, cũng có thể cảm nhận rõ điều đó. "Tôi có thể thấy cậu ấy đã có sự tiến bộ khi từ AFCON trở về. Chúng tôi biết cậu ấy có những tài nghệ gì. Thêm vào đó, cậu ta có được khả năng chuyền bóng tốt, thứ rất cần ở một thủ môn hiện đại như Ederson hay Alisson. Khi nhìn vào việc cậu ấy đứng cách hàng rào 36m so với khán giả, nhiều người sẽ phải tự hỏi tại sao cậu ấy lại đứng xa thế. Nhưng ở thời bóng đá hiện đại, đây mới là cách đúng, và Onana có đủ sự tự tin để làm được điều đó."